Xin kính chào quý vị khán giả, Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật và ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Theo dự báo từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay 21 tháng 4, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất từ 35 đến 40%. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn tiếp diễn nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất từ 45 đến 50%. Cũng theo dự báo, còn tại khu vực Đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất từ 50 đến 55%. Cơ quan khí tượng cảnh báo thời tiết nắng nóng ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước như sau. Thủ đô Hà Nội có mây, trời nắng nóng, đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34 đến 36 độ C. Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu Tây Bắc ngày có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 đến 35 độ C, có nơi trên 37 độ C. Phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng vùng đồng bằng có nắng nóng, đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ C. Riêng vùng đồng bằng 35 đến 36 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 đến 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35 đến 38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 đến 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34 đến 37 độ C. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22 đến 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34 đến 37 độ C. Nam Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 đến 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34 đến 37 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh, sáng và chiều duy trì nắng nóng gay gắt, về đêm ít mây, không mưa. Chỉ số UV tại các quận, huyện của thành phố Hồ Chí Minh sẽ duy trì ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao. Nhiệt độ thấp nhất 28 đến 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35 đến 37 độ C. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.